Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đoàn tin mừng chúng ta vừa nghe trích trong tin mừng của Thánh Luca, nối tiếp đoàn tin mừng mà lễ đêm hôm qua chúng ta được nghe. Sau khi các thiên sứ loan báo Thiên Chúa đến ở với con người, hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra tại Bethlehem. Hôm nay ngôi hai sáng trần, và niềm vui mà các sứ thần loan báo cho tất cả mọi người. Nhưng mà niềm vui đó chỉ được đón nhận ở nơi những con người mà các thiên sứ cũng ca lên, hát lên. Đó là bình an dưới thế cho những người thiện tâm. Người thiện tâm là những con người có một tấm lòng khiêm tốn, chân thành, khát khao, chờ mong Thiên Chúa đến với mình. Thánh Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta những kẻ đầu tiên được các thiên thần loan báo và những người đó đón nhận, được chiêm ngắm Thiên Chúa nơi một hài nhi nhỏ bé được quấn ta đặt trong máng cỏ. Đó là những mục đồng, những con người nghèo, những con người không có cơ hội thường xuyên đến đền thờ để tham dự các lễ nghi, và nhiều khi họ bị xã hội khinh thường. Nhưng họ lại chính là những tâm hồn, là những người thiện tâm. Cho nên được Thiên Chúa thương ban bình an. Câu hát thiên thần sướng lên: bình an dưới thế cho người thiện tâm, mà các mục đồng được diễm phúc đón nhận niềm vui chan hòa đó. Và chính tâm hồn thiền tâm của các mục đồng thể hiện nơi họ đáp lại lời mời gọi của các sứ thần. Đó là sau khi nghe sứ thần loan báo, họ lên đường hối hả đi tìm. Và khi gặp được Đức Giêsu, họ trở về loan truyền những kỳ công, kỳ diệu mà họ đã mắt thấy, tai nghe. Đó là điều thứ nhất mời gọi chúng ta suy gẫm trong tin mừng Luca hôm nay. Và điều thứ hai chúng ta suy gẫm về một thầy này Đức Maria, người đã sống sự khiêm nhường và đón nhận lời sứ thần truyền tin qua lời xin vâng, để rồi một vị Thiên Chúa đã đến cấm lều nơi cung lòng trinh nữ. Chính tất cả những điều đó giờ đây mẹ Maria cùng với Thánh Giuse chiêm ngưỡng sự sống đang ở với nhân loại. Và mẹ suy gẫm và suy đi nghĩ lại như trong tin mừng nói hôm nay, tất cả những điều đó để làm gì? Để mẹ mỗi ngày thấu hiểu về hài nhi Giêsu và về cách hành động kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho con người
nơi hải sinh Giê-xu bé bỏng này. Thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ra-vít, đó là Bê-lem. Đấng Cứu Độ đó vẫn tiếp tục được sinh ra nơi trần thế. Bê-lem chính là gì? Bê-lem nghĩa là nhà bánh, và đó chính là giáo hội, nơi mà giáo hội được Thiên Chúa cho tiếp tục sứ mạng phân phát bánh thật làm mình Thánh Đức Kitô. Còn máng cỏ trong hang đá Bê-lem chính là bàn thờ trong giáo hội. Nơi đây Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi dưỡng những người thân thuộc trong gia đình Đức Kitô. Bởi vì trong Thánh Vịnh, nơi chiếc bàn này, Người sẽ dọn bàn cho chúng ta. Trong máng cỏ này, Chúa Giê-xu bọc tả. Tả này chính là dáng vẻ bề ngoài của các bí tích. Trong máng cỏ này, dưới hình dáng của bánh và rượu, là chính mình thật và máu thật của Đức Giê-xu Kitô. Ở đó, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra chính bản thân Đức Kitô, nhưng được bọc trong tả, nghĩa là hiện diện một cách vô hình dưới các bí tích. Chúng ta không có dấu chỉ nào lớn lao và hiển nhiên về sự sinh ra của Đức Giê-xu Kitô, ngoài việc mỗi ngày chúng ta đón lấy mình vào máu Thánh Ngài trên bàn thờ. Ngài đã sinh ra một lần cách đây hơn 2000 năm tại Bê-lem bởi Đức Mẹ Maria. Nhưng ngày hôm nay và mỗi ngày, Ngài vẫn tiếp tục sinh ra tự hiến nơi bàn thờ của giáo hội cho chúng ta đón nhận. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta hãy đến Bê-lem, hãy đến máng cỏ của Chúa, hãy đến bàn thờ của Ngài để tiếp tục đón nhận ân ban của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Để có thể đón nhận ân ban đó của Thiên Chúa, Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở rộng cõi lòng của chúng ta, hãy mở tâm lòng, tâm hồn của chúng ta để Thiên Chúa đến viếng thăm và cắm lều nơi cung lòng của mỗi người chúng ta, như Thiên Chúa đã đến ở với Đức Trinh Nữ Maria, để qua đó nhờ Đức Trinh Nữ Maria sinh Chúa Giê-xu cho trần thế, cho con người đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa, đón nhận niềm vui, sự bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta, cũng như các mục đồng trong Tin Mừng hôm nay. Khi đã được gặp được hài nhi Giê-xu rồi, thì các mục đồng lên đường ra đi loan báo tin vui đó cho những người khác về kỳ công, việc kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi trần thế. Thiên Chúa mong ước mỗi người chúng ta tiếp tục cưu mang Đức Giê-xu và tiếp tục sinh Đức Giê-xu ra cho trần thế, để mọi nhà, để mọi người, để mọi khu xóm, để mọi nơi trong trần thế này
tiếp tục được đón nhận sự bình an, niềm vui mà Hài Nhi Giê-xu mang đến cho nhân loại. Thiên Chúa đã đến với một hài nhi nhỏ bé, giơ hai bàn tay lên, và hai bàn tay đó đã, đang và sẽ tiếp tục trao ban niềm vui, sự bình an, sự chữa lành cho con người, cho nhân loại. Cánh tay của hài nhi vẫn giang ra để ôm trọn những con người đau khổ, thậm chí là những con người tội lỗi. Cánh tay của vị vua hòa bình cúi xuống thể hiện tình yêu bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho con người. Và cũng từ nơi cánh tay đó và trái tim của người, nguồn mạch của ơn cứu độ tuôn tràn mãi trên nhân thế. Cánh tay của Ngài ôm ấp mọi thân phận con người, tình yêu nơi Ngài sẽ cảm hóa thân phận tội lỗi của con người. Và chỉ bằng tình yêu mới có thể giúp cho con người đến được với Thiên Chúa và đến được với nhau. Chỉ có tình yêu mới phá tan được gông cùm của những tâm hồn đang thất vọng, tan nát. Xin tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Hài Nhi Giê-xu. Và mỗi dịp Giáng sinh về, chúng ta chiêm ngắm nơi Hài Nhi bé bỏng đó, để rồi mỗi người chúng ta cũng dang rộng bàn tay của chúng ta ra để tiếp tục chữa lành những vết thương nơi nhân thế này, nơi từng gia đình mỗi người chúng ta, nơi từng cộng đoàn trong giáo xứ chúng ta. Có như thế chúng ta mới đang sống tâm tình của những con người bé mọn, của những con người khiêm nhu mà Đức Giê-xu mặc lấy nơi một hài nhi bé bỏng. Xin Hài Nhi Giê-xu cho mỗi người chúng ta luôn biết ngắm nhìn hình ảnh của người mọi lúc, mọi nơi trong cuộc đời của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống đơn sơ, khiêm hạ và yêu thương chân thành. Và xin Hài Nhi Giê-xu luôn thương đến những người chưa nhận biết Chúa, để qua đó họ cảm nếm được tình thương cứu độ mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Xin cho mỗi người chúng ta trở nên ánh sao sáng, hầu đưa dẫn nhiều người nhận ra Chúa là mặt trời của công chính, ngõ hầu mọi người biết chung lời ca cùng với các sứ thần, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Xin Chúa Giê-xu hài đồng chúc lành, thánh hóa tâm hồn mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta có một tâm hồn của những con người thiện tâm, đón nhận hồng ân, bình an, cứu độ của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.